Nào bạn sau chạy đi. Quay xoay tít tà lò luôn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ở kênh Quyền Dojo TV nhá. Thì hôm nay bố con mình sẽ đi thả một cái diều các bạn ạ. Nhưng mà cái diều này nó độc đáo hơn là mình làm một con diều đại trà mini nhá, cho bạn lấm và bạn sò ấy này. Đúng rồi các bạn ơi, đây là nên là hôm nay bố con mình sẽ mini. Là vừa làm xong nên là bây giờ bố con mình sẽ đi thả con diều này nhá. Đây này. Let's go. Các bạn cùng đón xem nhá. Let's go. Bây giờ bố con mình sẽ ra thả diều nhá các bạn nhá. Quay tít tò lò luôn. Lại nào. Lại. Lại nha các bạn nha. Lại. Lốt phát này nữa thôi. Phát này. Đấy, con sang đầu bên kia đi. Sang đầu, ra đầu, đấy đi lưỡi ra. Lưỡi ra chạy đi. Đấy lưỡi đi, lưỡi đi dịch lên. Đấy. Rồi, chạy thử em nào. Đấy. Gió to này. Gió to lắm. Thấy chưa? Chạy đi, con chạy đi em lên đâu. Đấy. Quay đi lò này. Rồi ơi. Quay đi lò luôn. Lại đi. Bắt đầu chạy đi. Diều này nó quay tít tò lò rồi. Cái này bạn nấm này. Đấy. Hôm nay bố con mình ra một cái hồ này view về rất là đẹp nha các bạn nhá. Rồi. Ở đây rất là mát đây này các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn, rất đông người. Hôm nay cho bạn lấm với cả bạn sò ra đây trải nghiệm nhé các bạn nhé. Đấy. Ui rồi đây này, bạn sò này đang thả diều này quay này. Ui giời. Đấy. Các bạn ơi, mình chạy cái diều này quay chiếc thả lò luôn. Bắt đầu. Chạy mạnh nhé. Con phải chạy nhanh lên. Rồi bắt đầu chạy đi. Rồi ôi. Quay tít tàu lò luôn. Rồi con chạy đi. Gió. Không có gió rồi. Con tả như thế, con chạy như thế không được rồi. Rồi con chạy đi. Chạy đi. Ôi, quay tít tàu lò luôn. Nào con chạy ngược lại đi. Thế con chạy ngược lại đây nào. Ngược lại đi. Ui.
con phải ra đầu kia không nào, ra chỗ chị Lấm à, ra chỗ chị Lấm nào. Đấy, quay này có gió quay tít luôn. Diều này gọi là diều quay. Đấy, đứng ở đấy. Rồi, chạy ra đi. Chạy về hướng bố đi. Bố đang đi dép của bố. Ờ. Quay tít tò lò rồi. Đây à. Bây giờ thả lốt cái lần này, tại vì cái diều này nó quay các bạn ạ. Nên là mình phải thử lốt lần này xem nó có lên không nhá. Bố ơi, không lên thì lên trên kia nhé bố. Tình hình là diều quay tít tào lò rồi. bố phải đi trên cái kia kìa nó mới. Không, chỗ này cũng được mà. Là cái diều này của mình nó bé quá. Tại sao? Vì nó nhỏ. Nhỏ hơn bé một chút. Ơi, con chạy đi. Lại đi. Đấy, gió to đấy, lại đi. Đấy. Chưa? Gió rất to luôn. Giật, con phải giật đi, con đứng giật. Đấy. Các bạn ơi, đây con diều của bố mình này, các bạn thấy chưa? Đấy, bố mình đang thả. Mình đang giật. Chưa được. Lại. Mệt quá thì là không lên rồi các bạn ơi. Tình hình là con diều đại trà mini này của bố con mình nó không lên rồi các bạn ạ. Lên là thôi. Lần sau hẹn làm con diều nó sẽ bay lên nhá các bạn nhá. Còn nó bây giờ bay lên cao. Bố con mình sẽ xin phép được kết thúc video thả diều ở đây nhá các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của bố con mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.